cho các bạn. Tiếp theo, hai sản phẩm Galaxy Z và Galaxy Note 3 Docomo hiện đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người dùng. Hiện tại thì Galaxy 5 AU của Samsung dành cho thị trường Nhật Bản cũng đã về Việt Nam. Có thể coi đây là một trong những thiết bị cao cấp nhất hiện nay với cấu hình khủng và nhiều tính năng đặc biệt được trang bị. Sau mức giá chỉ bằng 2/3 so với sản phẩm Galaxy S5 chính hãng mà các bạn vẫn có thể trải nghiệm được những tính năng tương đương. Và hôm nay thì D-Channel sẽ có bài đánh giá chi tiết về hiệu năng cũng như màn hình của chiếc Galaxy S5 AU đến từ thị trường Nhật này. Sở hữu cấu hình phần cứng gần như khủng nhất hiện tại, Galaxy S5 AU cùng với HTC One M8, Xperia Z2 hay LG G3 đang trở thành những thiết bị được săn đón hàng đầu. Giống như phiên bản chính hãng thì S5 AU vẫn được trang bị con chip S801 4x, xung nhịp 2.5GHz, RAM 2GB, bộ xử lý đồ họa GPU Arino 330, nhưng bộ nhớ trong đã được nâng cấp đáng kể lên tới 32GB, giúp người dùng có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, nó cũng được trang bị tất cả những kết nối tiên tiến nhất như 4G LTE, NFC, MiraCat cũng như Wi-Fi Direct, tính năng bảo mật vân tay cũng như cảm biến đo nhiệt tim, khả năng chống nước độc đáo cũng là điểm khác biệt đáng kể trên sản phẩm này. Và để kiểm chứng khả năng xử lý của chiếc Galaxy S5 AU, mình sẽ so sánh nó với những siêu phẩm hàng đầu hiện tại như Xperia Z2 và HTC One M8 qua các bài kiểm tra benchmark. Đầu tiên sẽ là AnTuTu X, một công cụ benchmark tất cả trong một. Nó có thể đo hiệu năng liên quan đến CPU, GPU, RAM, lưu trữ. Phần mềm này sẽ đánh giá khả năng xử lý số thực và dấu chấm động, kiểm tra mức độ thực thi của hình ảnh 2D, 3D, kiểm tra băng thông và độ trễ của việc truyền dữ liệu trong hệ thống, và cuối cùng là tốc độ đọc ghi của chip nhớ flash trên máy. Và mình có được các kết quả như sau. HTC One M8 nổi bật nhất với hơn 45.000 điểm, và không ngạc nhiên khi sản phẩm này vẫn đứng top đầu trong những sản phẩm có cấu hình mạnh nhất hiện tại. Và chiếc Galaxy S5 AU của chúng ta với hơn 41.000 điểm thì đây cũng là một con số khá ấn tượng. Và mặc dù sở hữu RAM lên tới 3GB nhưng Xperia Z2 lại không được như kỳ vọng khi nó chỉ đạt gần 40.000 điểm. Tuy nhiên thì với chênh lệch không đáng kể thì đây vẫn là bộ ba siêu phẩm với cấu hình vượt trội đáng sở hữu hiện nay. Tiếp theo sẽ là Quadran, một trong những ứng dụng benchmark khá phổ biến được dùng trên Android. Phần mềm này sẽ kết hợp đo về vi xử lý RAM lưu trữ và hiệu suất tổng quan của thiết bị. Trong bài đo này thì chúng ta thấy HTC One M8 vẫn đứng đầu, tiếp theo là Galaxy S5 AU và cuối cùng là Xperia Z2. Cả ba sản phẩm này đều có điểm Quadran trên 22.000 điểm. Về điểm xử lý đồ họa Nina Mark 2 thì điểm số chênh lệch không đáng kể, vì ba sản phẩm này cùng sở hữu độ phân giải Full HD với kích thước không chênh lệch nhau nhiều. Chúng vẫn đạt gần 60 khung hình trên giây, và với số khung hình cao thì Galaxy S5 AU vẫn có thể chơi mượt mà những game 3D cũng như những bộ phim chất lượng cao với chuẩn không nén. Về khả năng xử lý lướt web với phần mềm Velamo, sẽ chạy 11 bài kiểm tra khác nhau trên 4 mục chính và thông qua trình duyệt bao gồm dựng hình, JavaScript, trải nghiệm người dùng và mạng, và mình có được các kết quả như sau. Với những bài test bằng phần mềm trên chỉ mang tính chất tham khảo, bởi hiệu năng thực tế khi trải nghiệm là quan trọng. Với cấu hình của Galaxy S5 AU, nó đã bỏ xa những trải nghiệm mượt mà chúng ta có thể cảm nhận được. Với RAM 2GB và chip S801 là quá thừa thãi cho các ứng dụng đa nhiệm nặng hay cả những game 3D đồ họa đỉnh cao nhất. Với phần cứng vượt trội thì Galaxy S5 AU có khả năng quay video 4K trong thời gian dài mà không gặp bất kỳ khó khăn gì cả. Ngoài ra, với những video chuẩn 4K không nén thì nó vẫn có thể phát mượt mà bằng trình video gốc của máy mà không cần bất cứ phần mềm nào từ hãng thứ ba. Các bạn có thể zoom video này như zoom một tấm hình mà không gặp phải hiện tượng giật lag. Như vậy thì Galaxy S5 AU có thể đáp ứng tất cả những gì bạn cần trên một thiết bị Android để phục vụ công việc cũng như việc giải trí. Về màn hình thì Galaxy S5 AU đến từ thị trường Nhật, sở hữu màn hình 5.1 inch nhỉnh hơn với S4 một chút, và nó vẫn giữ nguyên độ phân giải Full HD với một độ điểm ảnh đạt 432 ppi. Và như truyền thống thì sản phẩm này vẫn được trang bị màn hình Super AMOLED. Tuy kích thước không tăng đáng kể, song việc hiển thị lại là một cải tiến vượt bậc, đặc biệt là độ sáng màn hình. Nhiều trang công nghệ lớn đã chứng minh rằng màn hình của Galaxy S5 sáng hơn 22% so với màn hình của S4 và sáng hơn màn hình hiển thị trên Galaxy Note 3 tới 13%. Đó là khi chế độ sáng tự động được bật, và với chế độ sáng cao nhất trên Galaxy S5 thì nó tốt hơn 47% so với Galaxy S4 và 6% so với Galaxy Note 3. Vì vậy mà dưới điều kiện ánh sáng mạnh cũng như ngoài trời thì các bạn vẫn có thể sử dụng Galaxy S5 AU rất dễ dàng. Còn ở điều kiện trời tối thì màn hình của S5 AU cũng được điều chỉnh vừa với mắt người dùng và không quá sáng. Ngoài ra, do mật độ điểm ảnh cao nên Galaxy S5 AU nhìn rất mịn, các bạn sẽ khó có thể phân biệt được điểm ảnh rời rạc trên sản phẩm này. Về màu sắc, có thể nói S5 AU chính là một trong những thiết bị có màn hình đẹp nhất trên thị trường. Với việc sử dụng công nghệ Super AMOLED thì việc hiển thị màu đen chiếm điểm 10 tuyệt đối, với màu trắng có phần dịu mắt vì đã được tối ưu. Chính vì vậy các bạn sẽ thấy nó không thật so với màu trắng hiển thị trên màn hình LCD. Với những màu sắc còn lại phải nói là tuyệt vời. Màn hình của Galaxy S5 AU với những trải nghiệm thực tế rất trong, màu sắc rực rỡ, sắc nét đúng như kỳ vọng. Góc nhìn màn hình khá rộng, độ sáng không giảm đi nhiều khi nhìn nghiêng máy với các góc độ khác nhau. Một ưu điểm dễ dàng thấy của các điện thoại màn hình lớn đó là tạo cảm giác dễ chịu khi xem video, chơi game cũng như đọc tài liệu. Như vậy, với một cấu hình khủng và màn hình hiển thị đẹp
thì Galaxy S5U là một sản phẩm cao cấp đáng sở hữu với mức giá vô cùng hợp lý, chỉ trên dưới 8 triệu đồng một chút. Mình đã hoàn thành video đánh giá chi tiết về hiệu năng cũng như về màn hình của Galaxy S5U đến từ thị trường Nhật. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì đừng quên like Facebook cũng như subscribe channel Diện Thông Minh. Xin cảm ơn các bạn.